Hôm nay cũng rất là cảm ơn Lai đã dành thời gian đến tham quan công ty, và bạn có thể giới thiệu về mình với mọi người chút xíu được không ạ? Ok. À, xin cảm ơn anh Tần ạ. Xin chào các bạn ạ. Mình tên là Hồ Công Lai. Thực ra là mình là một doanh nhân và mình bắt đầu từ tay trắng từ năm 1999, và cho đến giờ này lúc mà mình năm 2015 mình tròn 35 tuổi thì mình đã tự do tài chính rồi. Và rất là vui hôm nay khi Lai đến đây để thăm, trước mắt là thăm thầy, thầy Tần, một người thầy rất là tuyệt vời. Và nhân tiện đây thì Lai cũng muốn chia sẻ với các bạn về cái những cái con đường Lai đã đi và thành công như thế nào. Lai đến với lại nhà đầu tư kiệt xuất rất là tình cờ. Một ngày nọ Lai có lên trang web VN Express và Lai thấy cái băng rôn quảng cáo về chương trình nhà đầu tư kiệt xuất của công ty GFB. Và rất là tình cờ thì mình cứ vào đấy và mình cứ đọc mãi, và cuối cùng mình quyết định là mình đăng ký tham gia cái buổi hội thảo nhà đầu tư kiệt xuất. Và qua cái buổi hội thảo đó đấy thì Lai mới quyết định đi đến một quyết định tiếp theo là mình sẽ đăng ký học chính thức khóa nhà đầu tư kiệt xuất. Và sau 3 ngày học á, thì thực ra Lai rất là hạnh phúc và bất ngờ, tại vì ở đó Lai không không chỉ có được cái kiến thức tài chính mà mình cần. Ngoài ra Lai cũng học được rất là nhiều điều trong cuộc sống về tình yêu thương, về sự sẻ chia, về cái cách làm sao đó để hài hòa cái cuộc sống giữa vấn đề tiền bạc, tình cảm, gia đình. Và với những gì Lai trải nghiệm, và sau khi Lai học xong thì Lai có nghiên cứu và đầu tư vào một số mã chứng khoán, và kết quả rất là bất ngờ, sau 2 tuần đầu tư thì cái danh mục đầu tư của Lai tăng được 20% lợi nhuận. Vấn đề Lai muốn nói ở đây á, không phải là vấn đề lợi nhuận trước mắt, mà nếu các bạn đang định hình cho mình một cái con đường đi, đang muốn mình được tự do tài chính nhưng vẫn cân đối được vấn đề gia đình, tình cảm, bạn bè và các cái mối quan hệ xã hội khác, thì nhà đầu tư kiệt xuất là một trong những cái công cụ mà các bạn nên và phải tham gia. Ai cũng có nhiều cách kiếm tiền, nhưng mà các bạn kiếm tiền theo cách nào? Bạn phải kiếm tiền bằng cách làm một ngày 24 tiếng, hay là bạn phải vắt kiệt sức để phải làm việc hàng ngày để kiếm tiền? Thì Lai thấy rằng là ở nhà đầu tư kiệt xuất á, các bạn sẽ được trang bị một cái công cụ đầu tư theo kiểu là đầu tư trường phái giá trị, và cái chìa khóa ở đây là các bạn đầu tư một lần và các bạn tận hưởng cái quá trình đó. Và đối với Lai như vậy rất là tuyệt vời. Bạn hãy tưởng tượng xem, nếu mà bạn vừa có tiền, vừa cảm nhận được cuộc sống, vừa đi du lịch nhưng mà tiền nó vẫn sinh sôi nảy nở, thì các bạn có hạnh phúc không ạ? Và Lai tin rằng là nếu các bạn đang cân nhắc đến vấn đề đầu tư và đang muốn tìm cho mình một công cụ đầu tư để tự do tài chính, thì các bạn nên và phải nên tham gia ngay, hành động ngay tức thì để tham gia khóa học về nhà đầu tư kiệt xuất. Và Lai mong rằng là một ngày nào đó Lai và các bạn cũng sẽ cùng sinh hoạt, cùng ngồi chung với nhau để chúng ta vừa uống cà phê, vừa tận hưởng cái quá trình trong cuộc sống, nhưng mà vừa chúng ta vẫn có thể nói đầu tư, và tiền chúng ta vẫn trong lúc như vậy vẫn đẻ ra hàng ngày ạ. Cảm ơn các bạn ạ. Ok, cảm ơn Lai. Cảm ơn Lai rất nhiều.